Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị để thảo luận đánh giá cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để bổ sung và tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội. Đồng thời đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy, cùng cấp để tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc chào mừng đại hội các cấp. Sông Từ Hồ, Sài Thị có nhiệm vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện Khoái Châu với chiều dài 18 km, chảy qua địa bàn thị trấn và một số xã Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng. Lượng rác thải lớn đang bị ùn tắc trải dài khoảng 700 m tại khu vực thị trấn. Sông Từ Hồ, Sài Thị có nhiệm vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện Khoái Châu với chiều dài 18 km, chảy qua địa bàn thị trấn và một số xã Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng. Lượng rác thải lớn đang bị ùn tắc trải dài khoảng 700 m tại khu vực thị trấn. Rác thải sinh hoạt, thậm chí cả xác động vật chết bốc mùi hôi thối đang ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống ven sông. Tình trạng rác thải ùn ứ vẫn diễn ra thường xuyên là do không được lưu thông dòng chảy bởi cống Vân Trì và Sài Thị đang đóng để giữ nước tưới tiêu. Lại là địa phương nằm cuối trục sông nên lượng rác ùn ứ phát sinh nhiều. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Văn phòng Đăng ký Đất đai của tỉnh và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên và Chi cục Thuế, khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Các bị cáo gồm Đào Thị Phượng, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hoa và Trần Hữu Dư, nguyên phó giám đốc chi nhánh và cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên, Trần Thị Tố Uyên, nguyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động, Lê Ngọc Anh, nguyên công chức phòng tài nguyên và môi trường huyện Khoái Châu, Nguyễn Đức Huân, nguyên viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hưng Yên, Hoàng Quang Hướng, nguyên công chức địa chính Ủy ban Nhân dân xã Đề Tập huyện Khoái Châu, Bùi Thị Khanh, nguyên cộng tác viên văn phòng công chứng B9. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 2 năm 2023, các bị cáo đã hưởng lợi bất chính số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Các bị cáo Phượng, Uyên, Ngọc Anh, Hùng, Huân, Dư, Hoa phạm tội nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tòa tuyên phạt từ 2 năm 3 tháng đến 7 năm 3 tháng tù giam. Bị cáo Hướng và Khanh phạm tội đưa hối lộ, tòa tuyên phạt 2 năm 3 tháng và 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong 6 tháng qua, một nhà dân ở xã Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, 3 lần bị kẻ gian đột nhập dùng xăng đốt nhà và tài sản gây thiệt hại trên 65 triệu đồng. Vụ việc gây hoang mang cho gia đình và người dân nơi đây. Lần đầu tiên là bọc xăng vào túi ni lông và châm lửa đốt vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Lần hai, kẻ gian đột nhập qua tường rào vào và dùng xăng tưới vào hai xe máy, sau đó châm lửa đốt vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Lần thứ ba, ngày 25 tháng 3, đột nhập vào nhà và tưới xăng vào cửa đốt. Hai xe máy hiệu Honda, hai xe đạp và cửa nhà bị cháy rụi trơ khung sắt, ước tính thiệt hại khoảng 65 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra xử lý. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ cho ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, trong đó đưa ra hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 1, người lao động được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 tiếp tục được áp dụng hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định tại Nghị quyết 93 của Quốc hội, tức người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật có hiệu lực dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,
không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm. Nhóm 2, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật có hiệu lực trở đi thì không được áp dụng quy định này. Phương án 2, người lao động được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Từ ngày 5 tháng 5, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng ETC tại 5 sân bay gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Theo đại diện ACV, chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ. Hiện ngoài thử nghiệm thu phí không dừng tại hai sân bay lớn nhất của cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trong tháng 3, đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị thu phí không dừng đã thi công ở 3 sân bay Cát Bi, Phú Bài và Đà Nẵng. Tại các công trình đang thi công như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và nhà ga T2 Nội Bài mở rộng, ACV cũng đầu tư trạm thu phí không dừng giúp giao thông không bị ùn ứ. Lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group 2024 khai mạc vào lúc 17 giờ 30 phút hôm nay tại khu du lịch Văn Thánh, thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa phục vụ công chúng từ 16 giờ đến 22 giờ mỗi ngày liên tục đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tại lễ hội, công chúng sẽ được thưởng thức hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền tại hơn 40 gian hàng ẩm thực được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Khách đến lễ hội còn được dịp hòa mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ba miền như hát quan họ, hát then, ca, hò Huế, đơn ca tài tử, tân cổ giao duyên cùng nhiều trò chơi dân gian đặc trưng của ba miền. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 3 công bố báo cáo cho thấy tình trạng trẻ em bị bắt nạt trên không gian mạng đang tăng lên trong bối cảnh Internet ngày càng phát triển và dễ tiếp cận hơn. Các nhà nghiên cứu phối hợp với văn phòng WHO ở châu Âu đã tiến hành khảo sát hơn 279.000 trẻ em ở các độ tuổi 11, 13 và 15 tại 44 quốc gia và khu vực ở châu Âu, Trung Á và Canada. Kết quả cho thấy, trong năm 2022, khoảng 16% trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 15 từng bị bắt nạt trực tuyến ít nhất một lần, cao hơn tỷ lệ 13% ghi nhận 4 năm trước đó. Đáng lưu ý, các hình thức bạo lực này trở nên đáng quan ngại kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, khi giới trẻ sử dụng Internet nhiều hơn. WHO nhấn mạnh báo cáo này là hồi chuông cảnh tỉnh, đòi hỏi phải giải quyết nạn bắt nạt và bạo lực trên không gian mạng thông qua các công cụ giám sát, đẩy mạnh giáo dục và siết chặt quản lý các nền tảng truyền thông xã hội. Trong lúc lễ phục sinh đang đến gần, người dân Croatia đang tất bật trang trí để làm đẹp thêm các con phố, tuyến đường. Mới đây, các họa sĩ đã dành nhiều ngày để sáng tạo nên những quả trứng khổng lồ, thứ được coi là phần không thể thiếu trong truyền thống đón lễ phục sinh ở quốc gia Nam Âu này, cũng như ở nhiều quốc gia châu Âu khác. Theo các họa sĩ ở thành phố Koprivnica, họ đã phải dành nhiều ngày để sáng tạo nên các quả trứng khổng lồ này. Tổng cộng có hơn 120 quả trứng đã được vẽ, nhiều quả trong số đó cao tới 2m, trong khi có những quả nhỏ hơn chỉ 50cm. Các họa tiết trên những quả trứng mô tả nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ hoạt động nông nghiệp tới đi săn, đánh bắt cá. Điều khó nhất khi vẽ những quả trứng này là các họa sĩ phải đảm bảo các nét vẽ trơn tru, liền mạch. Một tác phẩm như vậy thường phải mất từ 3 đến 4 ngày để hoàn tất. Theo giới chức thành phố, một số quả trứng độc đáo này sẽ được đem đi trưng bày tại New York, Mỹ và nhiều thành phố khác tại châu Âu. Kỷ lục thế giới cho người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe ô tô điện đã được xác lập bởi một cô gái 25 tuổi người Mỹ. Cô mất 7 tháng để hoàn thành hành trình đi qua 27 quốc gia và 6 châu lục. Hành trình của Lexi Unford với chiếc xe SUV điện cỡ nhỏ khởi đầu từ Nice, Pháp vào tháng 9 năm 2023. Mục tiêu cô gái trẻ đặt ra cho hành trình là đi qua 6 châu lục và hơn 30 quốc gia để trở thành người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe điện. Tổ chức kỷ lục Record Setter xác nhận nữ kỷ lục gia Lexi Unford đã lái xe trên 30.000 km trên chiếc xe điện Ford Explorer. Đây không phải là kỷ lục thế giới đầu tiên mà Lexi Unford nắm giữ. Ở tuổi 21 và 177 ngày, Unford đã trở thành người giữ kỷ lục Guinness thế giới cho người trẻ nhất đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới. Thank you.
vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.